thể 1 gram, 2 gram, đây đây là cách thiết kế. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người là máy bán vàng tự động nè mọi người, máy bán vàng vàng thẻ này, có thể 1 gram, 2 gram. Đây là cách thiết kế. Bước 1 là chọn mẫu, rồi chọn thanh toán, rồi sau hiện cà thẻ, rồi món nó sẽ rớt ra đâu. Mình chọn mẫu này. Cái này. Cái này là 4 miếng là 568. Miếng này 5 gram, 5 gram là 648 đô nè. Đây là thanh toán. Xong nó sẽ rớt ra. Gold.sg is a brand trusted by Singaporeans. Mình thì cũng trước đây có mua một vài mẫu của cái hãng này rồi. Mình có mấy cái mẫu mà 1 gram là 5 gram cũng có. Đây. Đây là mén mẫu. Có bạc nữa, có bán vàng với bán bạc nữa. Gold trading is certifying new glitter in Singapore. This after the government's recent announcement that it would exempt gold trading from the Goods and Services Tax or GST. Still, market players say more can be done to turn Singapore into a gold trading hub.